Chào mừng em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Ngày hôm nay CityWatch sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu của Seiko với dòng sản phẩm Seiko 5 rất là trữ danh. Và đây là một trong những phiên bản đời mới của Seiko 5 đã thiết kế ra với một tông màu vô cùng đẹp mắt, chính là một cái màu xanh ngọc, thiên hướng về xanh ngọc đậm các bạn. Nhìn rất là đẹp và chỉnh chu luôn. Thì đây là một trong những màu sắc mà rất là ăn khách nhất trong thời gian hiện nay và rất là nhiều anh em đều muốn săn lùng phiên bản màu này. À, đây là nhân vật chính ngày hôm nay. Mình sẽ lấy ra cho anh em xem và cùng chiêm ngưỡng các bạn nha. Em này thì có mã số quốc tế là SNKB17C1, là phiên bản nội địa của Nhật các bạn nha. Bản G rất là chất lượng. Đây là chiếc tác rất đẹp của Seiko. Và đây là nhân vật chính ngày hôm nay, em Seiko Fire tuyệt vời. Thoạt nhìn thì các bạn sẽ thấy một cái thiết kế không thể nào mà chê vào đâu được. Vì Seiko 5 thì hồi giờ các bạn đã biết rồi, rất bền bỉ và bền dáng luôn. Thì em này có thông số là size 42 cùng với độ dày là khoảng tầm 12mm thôi. Độ dày chưa tới. Bây giờ mình sẽ lên tay thử cho anh em cùng xem và chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Seiko 5 này các bạn nha. Rất là tuyệt vời luôn đó. Đây. Đây các bạn thấy không? Mình lên tay chiếc này là các bạn thấy rất là đẹp mắt. Tay mình có cổ tay là gần 17 nên là chiếc này là phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và vừa vặn luôn. Thì như anh em có cổ tay là từ 15.5 trở lên á, nên tay chiếc này rất là ấn tượng các bạn nha, đẹp không thể chê vào đâu được luôn. Rồi ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần máy. Thì em này sử dụng cỗ máy rất là mạnh mẽ của Seiko, cỗ máy 7S26 là một trong những cỗ máy huyền thoại đã đi vào những anh sâu vào những cái tiềm thức của những anh em cho ông ta từ thời Seiko 5 quân đội. Thì cỗ máy 7S26 thật sự nó đã thống trị trên dòng đồng hồ Seiko và trên cả những chiếc Seiko trên toàn cầu. Đó, rất là bền bỉ luôn. Em này thì có chức năng lên có tự động các bạn nha. Lên có tự động thì anh em chỉ việc đeo lên thì năng lượng sẽ tích lên, không hỗ trợ lên có tay các bạn nha. Và các bạn đã biết rồi, lên có tự động rất là trơn tru và nó rất là nhạy. Đó, cho anh em chỉ việc lắc nhẹ là máy đã chuyển động và nạp năng lượng tức thì cho chiếc Seiko 5 hoạt động rồi. Rất là nhạy luôn. Rồi, về tiếp theo bây giờ mình sẽ nhớ giới thiệu về cái phần mặt đeo. Một phần mình rất là đáng lưu tâm đó chính là cái tông màu màu xanh này, xanh ngọc với cái màu xanh ngọc đậm tuyệt vời luôn. Thật sự là một trong những màu mà mình đánh giá rất cao. Đầu tiên các bạn sẽ thấy là một cái logo Seiko 5 đặt ở vị trí rất là chỉnh chu, góc 12 giờ. Tiếp theo các bạn sẽ thấy cái bộ kim lưỡi kiếm này các bạn. Bộ kim lưỡi kiếm này rất là đẹp và ăn khách của Seiko, độc quyền luôn. Thì bộ kim này thì có phủ lumin dạ quang rất là sáng các bạn nha. Ngoài ra ở 12 điểm của trên cọc số cũng được nhà sản xuất phủ lumin dạ quang luôn ở từng điểm. Ở góc 12 giờ và góc 6 giờ là cọc số La Mã các bạn. Thì ngoài bên xen kẽ những cái cọc số này thì các bạn sẽ thấy những cái vòng tròn bên ngoài này có đánh dấu từ 5, 10, 15 và những cái vạch chia này rất là cổ điển, mang một hơi hướng rất là Seiko luôn, nhìn rất là lịch sự. Rồi, ở dưới góc 6 giờ các bạn sẽ thấy dòng chữ automatic 21 chân kính và độ chấm nước 50m, và dưới đây là dòng chữ máy suspend bản máy 7S26 cùng với thông số về màu sắc ở đây. Phiên bản nội địa rất là chất lượng đến từ Nhật Bản. Đó. Thì em này sử dụng một cái mặt kính là mặt kính Hardscryto, là một mặt kính khoáng chống va đập độc quyền của Seiko luôn. Thì mặt kính khoáng này thì có cái ưu việt hơn rất là nhiều so với kính mirror các bạn nha, cho khả năng chống va đập cũng như chống chảy ấn tượng hơn kính mirror rất là nhiều. Đó, kính độc quyền của Seiko đó. Góc 3 giờ là các bạn sẽ thấy ô lịch ngày và ô lịch thứ quen thuộc này. Cái này thì chỉnh cũng khá đơn giản, anh em chỉ việc kéo ra một nắp và anh em chỉnh sẽ chiều ngược chiều đồng hồ, anh em sẽ chỉnh được thứ mà thuận chiều kim đồng hồ, anh em sẽ chỉnh được ngày. Đó, không có gì khó khăn cả, mà anh em kéo ra một nắp nữa anh em chỉnh giờ thôi. Đó, thao tác rất là dễ dàng. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ xoay qua cái phần mặt bên hông, là phần niềng. Phần niềng này thì được hãng làm bóng hoàn toàn từ phần viền benzo cho tới phần niềng, cho cái độ hoàn thiện rất là tốt. Thế phần niềng thì có chiếc nấm được thiết kế đặt ở vị trí rất là đẹp mắt ở đây. Về phần dây và niềng thì tất cả đều được hãng là bố trí từ thép không gỉ 36L, rất là chất lượng. Về phần dây các bạn sẽ thấy là phần dây được hãng làm phay xước hoàn toàn, ba phần phần đường này đều được phay xước hoàn toàn hết. Khi anh em sờ vô cái phần chi tiết của phay xước, anh em sẽ cảm giác cái độ mịn và cái độ sướng tay tuyệt vời. Đó. Rồi. Trên phần khóa cài cũng vậy, khóa cài em này thì được khắc dòng chữ Seiko 5 và suspend bản nội địa ở đây, nhìn rất là chất lượng và cho độ nam tính rất là cao. Đó, rất là đẹp.
Rồi đây giờ bây giờ mình sẽ soi cái phần mạch K-Boss, phần mình rất là đáng lưu tâm, đó chính là phần K-Boss là rất là đẹp của em Seiko 5 này, là một K-Boss thở máy hoàn toàn, anh em cứ ngắm nhìn chi tiết cơ khí bên trong. Đầu tiên thì trên phần bánh đà thì em có thể xem những thông số mà nhà sản xuất để ở đây, Seiko Time Corp, số chân kính là 21 chân kính này các bạn. Rồi một phần bánh đà rất là đẹp. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đọc những thông số hãng có in trên phần mặt mặt kính ở đây. Thứ nhất là dòng chữ Seiko, thứ hai là bảng made in Japan, thứ ba là máy và mã của máy 7S26040T0 đây. Em này cũng cho khả năng chống từ khá là ok các bạn. Rồi chất liệu stainless steel, độ chống nước là 53, tương với 50m, anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay, chống nước cũng khá là ổn. Rồi trên này là series của nắp case, rất là hoàn hảo và rất là đẹp, mặt keyboard rất là tuyệt vời. Rồi trở lại với cái phần chính là phần mặt Leo và thiết kế, thì em này có một thiết kế tuyệt vời như mình đã nhắc ban đầu rồi. Về phần giá thì anh em chiếc này ở ngoài hãng có mức giá, mình nhớ không nhầm, nó dao động ở đâu đó là khoảng là gần 5 triệu, hơn 5 triệu đó, giá nó khá là cao. Nhưng ở tại Seiwatt thì đã may mắn săn về cho anh em rất là hiếm này, với mức giá vô cùng hấp dẫn thì chỉ đâu đó khoảng 3 triệu rưỡi thôi. Về mức giá chi tiết thì anh em có thể theo dõi phần cập nhật mà admin để phần mô tả bên dưới các bạn nha. Ok, nếu anh em nào thấy thích em này thì mình nghĩ hãy gọi ngay một số hotline của admin là 0938 7724, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo để được admin tư vấn để mua em nó ngay. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu em nào thấy hay thì hãy ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch, và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.